mờ vậy đó, cho nên không có thấy rõ. Còn các ngài thấy nó rõ ràng, không có gì thay đổi hết. Cho nên giả sử một trường hợp kỳ lạ là bị dòng lửa khoan trên đầu, mà cái định cái huệ ngài cũng không có bị mất. Nhật cả lãnh, nguyệt cả nhiệt, chúng ma bất năng quại tranh khiếu. Ngài nói là mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, mà cái các cái chúng ma nó không thế nào phá hoại cái thuyết chân thật này được. Cái thuyết chân thật mà Phật Tổ đã nhận, đã thấy thì không có thể con ma nào hay là ngoại đạo nào mà có thể phá hoại được. Dù mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, mà ma không thể phá hoại được cái chân thuyết này. Đó là cái xác định không nghi ngờ. Ai mà thấu suốt được, ai mà tu đến đây rồi thì mới thấy cái đó là cái bất khả xâm phạm, không cái gì mà phải diệt được hết. Tượng giá tranh văn mạng tiến đồ, thì kiếm đường lan năng cự triệt. Tượng giá là chiếc xe con voi, tranh danh nó là nó đương tiến lên trong con đường ngược. Thì con chiếc xe nó không đạt lên dốc, nó đương bò hay là đương chạy lên dốc. Rồi thì kiếm đường lan năng cự triệt, thì ai mà có thể thấy được con bọ ngựa nó ra mà nó chạy đứng được, nó xe đương chạy lên đường dốc, thì có con bọ ngựa nó bò qua để nó chặn cái bánh xe khỏi chạy lên được không? Hay là trên xuống mà nó chặn trên khỏi xuống dốc được không? Thì đó là để nói là cái lẽ tự là một cái sức mạnh như cái xe đang chạy, mà các cái gì tà thuyết ngoại đạo muốn ngăn trở nó giống như là con bọ ngựa mà ra chặn bánh xe vậy đó, nó không làm gì, không ngăn trở được chút nào. Đại tượng bất chu ư hố kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, mạng tương quả kiến bán hương thương, vị liễu ngô kim vị quân quyết. Con voi đến thì nó không đi theo cái dấu thọ, phải không? Con voi đến thì nó đi theo cái đường con voi đi, chứ nó không theo cái đường mòn của thọ được. Đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, người nào mà đại ngộ rồi thì họ không có chấp những chi tiết nhỏ nhặt. Đó, những cái chi tiết nhỏ nhặt đối với người đại ngộ ta không có cố chấp. Mạng tương quả kiến bán xương thương, chớ đem cái nhìn nhỏ như lén cái ống mà nhìn trời vậy đó. Mà ống nhìn trời rồi nói ông trời nó xíu quá, ông trời còn quay à, thấy không? Đó, thế là đem cái ống mà nhìn trời rồi lại chê cái trần nhỏ, hay là chê cái hư không nhỏ. Vị liễu ngô kim dị quân thuyết, tức là ai chưa hiểu thì tôi vì các người mà quyết đi cho, mà giải quyết cho. Như vậy thì tới đây là kết thúc cái bài chứng đạo ca. Một khi kết thúc bài tiếng đạo ca này thì tôi cũng nói thêm một cái vài cái ý liên quan với cái bài tiếng đạo ca cho quý vị nghe thâm nhập. Bởi vì cái bài tiếng đạo ca này là bài ca khi ngài ngộ đạo. Khi ngài ngộ đạo rồi thì ngài nhìn lại tất cả những sự việc trên thế gian này, nó ngược, nó khác hết với cái người phàm tục. Như vậy, cho nên cái nhìn của ngài thấy
không hiểu rồi cứ lầm đi trên con đường mê lầm mãi mãi, nên Ngài mới đem ra giải thích đầy đủ cho chúng ta nghe, chúng ta hiểu để được cùng đi trên con đường chính đạo đó. Ngài muốn nói cho chúng ta hiểu, nhưng mà cái hiểu của Ngài và cái biết của chúng ta gần hay xa, cách nhau thì bao nhiêu, thật là vuông vắn, nhưng nói thì nói vậy chứ nó không có xa. Quý vị đừng có mặc cảm mình mê Ngài ngộ mà xa. Cái mê là cái gì, cái ngộ là cái gì? Như nãy giờ tôi nói, cái giả mà mình nở là thiệt thì đó là mê. Cái giả biết quả thực nó là giả thì đó là mình ngộ. Từ cái giả mình nở là thiệt chuyển qua cái giả biết là giả thì khoảng cách thì có xa. Quý vị nghĩ thì có xa, dễ trở bàn tay. Bây giờ giả sử tôi đang nghĩ thân tôi là quý, giờ có một vị nào đó giải thích cái thân tôi nó tầm thường, nó khô quế đủ thứ hết, tôi giật mình tên hàng như vậy, cái thân quá là tầm thường, nó là nhơ nhớp. Thì từ cái quý chuyển qua cái biết nhơ nhớp nó khác bao xa, chỉ là cái chuyển đổi thôi. Cho nên cái mê và cái giác không phải là cái chuyện như là đi đường mấy ngàn cái số, nó phải từ từ, mà nó là cái chuyển mê thành ngộ, chuyển cái mê thành cái ngộ. Thì như vậy tất cả quý vị, ai ai mà muốn chuyển mê thành ngộ đó, có cái gì trở ngại không? Có luật nào cấm không được chuyển mê thành ngộ không? Cái chuyện vậy có ở tù không? Vậy thì đâu có gì trở ngại, mà mình chuyển thì đổi cái nhìn của mình thôi. Ví dụ như lâu nay quý vị nghe người ta nói nặng một câu thì quý vị nổi sân lên, nói đó là khinh miệt mình, nói xấu mình, rồi cự lộn với họ. Bây giờ người ta nói nặng một câu mình cười lên, không thiệt, có nói thiệt sao? Thì như vậy biết mình không thiệt thì câu nói nặng người ta đâu có thiệt, mà hai cái không thiệt thì có giận có hờn không? Như vậy thì thấy mình thiệt thì tất cả xung quanh đều thiệt, nên được thiệt, mất thiệt, thân thiệt, thua thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Vì vậy mà cả ngày cứ quay trong cái thiệt đó rồi khổ não. Thì chừng tới bây giờ phút chót sắp tắt thở thì chừng đó biết thiệt không? Những cái thiệt đó mình có mang theo được không? Không đem được cái gì hết trơn. Thì như vậy tất cả cái thiệt là giả, thân giả rồi thì mọi cái cái đều là giả. Mà tới giờ đó biết giả có muộn chưa? Muộn quá rồi, đã tan kiệt, tạo bao nhiêu thứ kiệt rồi. Cho nên bây giờ còn sống, còn tỉnh, giả, mình biết giả. Để rồi mình khi biết giả rồi là mình có tu, biết tu. Còn giờ biết thiệt á, tôi nói ví dụ như quý vị tập tu, nãy giờ tôi tập tu nhẫn nhục, ráng tu cái hành nhẫn nhục cho khá để mà mình bớt sân. Nhưng bây giờ có người nào mắng quý vị, khi họ mắng mình á thì ráng nhịn, nhưng bữa nay mắng thì nhịn nổi, ráng rồi mai mắng nữa cũng ráng nhịn, rồi mốt mà mắng nữa nhịn thay đổi để là buồn. Thì nhịn hai lần thôi, hai ngày đủ rồi. Ngày thứ ba cái nỗi nóng lại tự lại. Thì tại sao vậy? Bởi vì mình thấy mình chè, mình nén xuống, nên nó khó, nó khổ lắm, nên mình chịu hết nổi. Còn bây giờ quý vị đang thấy mình giả, lời nói giả thì mắng trăm ngày cũng cười thôi, không có đè xuống nữa. Thì hai cái đó cũng là nhẫn nhục hết. Mà quý vị thấy cái nào dễ là khó? Nếu thấy thiệt thì khó vô cùng. Cho nên nhiều người than tu khó quá, cái gì cũng khó là tại cái
mà ăn thấy quý lắm, cho nên mình động tới cái là có. Còn mình biết thay thì là giả, là tạm bỡ, ngày nay còn này, ngày nay mất, không bảo đảm, biết rõ như vậy thì mọi việc thế gian cười nó gì đâu mà khổ, phải không? Thấy đúng như thật thì mình tu hết sức dễ, còn thấy nó sai lầm rồi thì cái khổ của mình vô cùng, tu hết sức khó. Cho nên rồi quý vị nó tu khó quá, ngược lại tôi nói tu dễ, rồi quý vị nó tại thầy ở chùa nên là tôi có ở ngoài trời, cứ kể là ở đời ở chùa gì cứ thấy nó giả không dễ trên. Còn ở chùa mà thấy thì lại cũng khó như thường á, cho nên nhiều thầy nhiều cô ở chùa cũng quạo thường chứ đâu có hết, thấy không? Vì thấy nó thiệt, là nếu mà thấy nó giả thì ở chỗ nào tôi cũng dễ, cư sĩ tôi cũng hay mà xuất gia tôi cũng giỏi, còn thấy nó thiệt thì ai cũng